Thưa quý vị, theo trang Arab News, vụ nổ kho đạn ở văn phòng lực lượng chống khủng bố Pakistan tại tỉnh Khyber qua hôm ngày 24 tháng 4 đã khiến 13 người thiệt mạng và 50 người bị thương. Cảnh sát trưởng tỉnh Khyber qua của Pakistan, ông Akhtar Hayat nói, phần lớn các trường hợp thiệt mạng trong vụ nổ đều là các sĩ quan thuộc lực lượng chống khủng bố. Có hai dân thường không may thiệt mạng khi họ đi ngang qua tòa nhà lúc vụ nổ xảy ra. Hiện trường vụ nổ là một kho đạn lâu năm nằm bên trong tòa nhà. Hiện các quan an ninh đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ nổ là do tai nạn hay đây là kết quả của một hành động phá hoại. Ông Hayat cho hay người đứng đầu cơ quan chống khủng bố tại tỉnh Khyber, Bắc qua ông Sohail Kali trong một tuyên bố sau đó nói rằng bản thân ông thiên về khả năng đây là một vụ tai nạn. Đây không giống như là một vụ tấn công tự sát hay một hành động khủng bố trong tòa nhà có một kho chứa nguyên liệu vũ khí và chúng tôi tới nay vẫn tin rằng nguyên nhân xảy ra vụ việc có thể xuất phát từ sự thiếu thận trọng. Tất nhiên, mọi khả năng đều có thể xảy ra, ông Kali nhận định. Theo hãng thông tấn AP của Mỹ, vụ việc trên xảy ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng cảnh sát tỉnh Khyber Pakhtunkhwa phát động chiến dịch chống khủng bố ở huyện Lakhimawas và tiêu diệt 3 phần tử cực đoan tại đó.